Nếu mà có cái gì khó xử thì nhớ là phải nhịn. Một điều nhịn là chín điều lành. Con nhớ chưa? Mà con cũng không muốn sống chung nữa. Tránh va chạm. Ở riêng tốt. Muốn bán gì, muốn làm gì thì làm. Không ai nhắc nhở, soi mói cả. Mà cũng không mang tiếng là ỉ lại dựa dẫm. Chồng bát, chồng đũa, còn có khi xô, nữa là con người. Bố chồng con khó tính một chút thôi, nhưng ông ấy vẫn thương con, thương cháu. Mẹ, hay là vợ chồng con chuyển về ở với mẹ cho vui nhá. Mẹ vẫn hay than buồn còn gì. Mẹ thì mẹ chả tiếc cái gì đâu. Nhà mình còn thừa bao nhiêu phòng này, có ai ở đâu. Thế nhưng mà như này này, mẹ nghĩ là mẹ nghĩ đến thằng Toàn ấy. Nó không chịu cảnh chó chui gầm trạn đâu. Nó hiền thì hiền thật đấy. Nhưng mà con bảo, làm gì có đàn ông mà thích sang ở rể nhà vợ. Nhà nó còn chả thèm nữa là. Tự nhiên con này nhớ bố mẹ quá. Nhớ những lúc con vẫn ở nhà mình. Ngày trước có đi học đi làm xa nhà mấy tháng trời cũng không bằng lúc này. Chắc tại bây giờ con đã là con của nhà người ta rồi. Cuối tuần rảnh con về thăm bố mẹ nhé. Đi đâu thì cũng phải xin phép người ta. Bố mẹ thì vẫn khỏe, cứ khi nào cảm thấy thoải mái thì về. Này này con ơi, chờ đã, bố đang muốn nói với con. Bố đây. Bố hỏi này, thế thức ăn nhà người ta làm con có ăn được không? Cái ông này hỏi lạ, nhà người ta như thế mà hỏi có ăn được không. Bố dặn này, cố gắng mà học tập mẹ chồng nhé. Không thể lười biếng như ở nhà được đâu. Xuất giá tòng phu, con đừng làm điều gì mà khiến bố mẹ phải bẽ mặt nhé. Ông đây. Alo, này, mẹ đây này. Đây, từ từ. Nói với thằng Thanh là bố có chai rượu ngon, chờ con rể hôm nào bố con mình cũng uống nhá. Đấy, bố con nó chỉ được cái thế là giỏi thôi con ạ. Đây này, nghe mẹ dặn đây này. Hãy coi mẹ của Thanh như là mẹ ấy. Vâng. Đừng có ấn định đấy là mẹ chồng. Nếu mà có cái gì khó xử thì nhớ là phải nhịn. Một điều nhịn là chín điều lành. Con nhớ chưa? Về làm dâu nhà người ta thì phải xác định là khó khăn vất vả. Như thế con mình nó mới trưởng thành được. Bà băn khoăn làm cái gì? Đàn ông ấy là vô cảm. Làm sao mà ông hiểu được nỗi lòng của những người mẹ mà khi đưa con đi làm dâu chứ? Bà hay thật đấy nhỉ. Đưa con về nhà chồng chứ có phải là ra chiến trường đâu mà. Tôi chỉ thấy là con Vân nhà mình ấy, về làm dâu nhà người ta không bị người ta phàn nàn, người ta đánh giá về tư cách đạo đức, như thế là tôi mừng rồi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ xuống lâu chưa ạ? Tối qua con say xỉn, gọi điện về nhà khóc lóc. Mẹ sốt ruột quá, sáng sớm bắt xe xuống đây. Mẹ nghe được hết chuyện rồi ạ. Sao ai cũng bắt nạt con. Đi. Mẹ. Không về đâu. Lại còn bướng. Mẹ biết là con ấm ức, nhưng con thử nghĩ lại mà xem. Con uống rượu say xỉn rồi chạy khắp nơi, làng xóm láng giềng, người ta nhìn vào điều tiếng. Chồng con là cán bộ nhà nước, con phải giữ thể diện cho nó chứ. Nhưng mà bố chồng con mắng cả nhà mình đấy. Ai chả có lúc bênh con mình. Nóng giận lên có lúc nói mà không suy nghĩ. Con muốn cái gì thì cũng phải từ từ, thủ thỉ mà nói. Bây giờ phải sống tốt đã, không phải sợ thiệt hơn.